Xin chào quý ông bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiển Tiên Vlog nha. Thì đang có một cái chú bên hoa viên đến để nhận mộ của cậu Năm. Không biết là có chuyện gì sắp xảy ra nữa, hay là chuẩn bị làm mộ cái phần thắp danh đó cả nhà. Hay là chỉ thấy thôi. Đó, bây giờ thì chú đi ra rồi. Đó, bên hoa viên tổ xây dựng nha cả nhà. Bên tổ xây dựng đang tới nha cả nhà. Theo anh nghĩ là sao? Anh ấy đến để làm gì? Kiểm tra tình hình. Wow. Mà anh này là bên tổ xây mộ. Ừ. Anh mặc áo có để là tổ xây mộ, nhưng mà chắc có lẽ là xem coi là như thế nào mà không biết. Mà được. Em thấy anh đứng nhìn kỹ cái chỗ mà pháp danh rồi nha, cái chỗ mộ bia phía trước này à, của cậu đó. Đúng rồi, nãy giờ anh coi kỹ lắm, coi bên kia xong rồi anh chạy qua đây đó. Thì đó, có khi nào là chuẩn bị khắc tiếp không ta? Theo anh nghĩ nha, nếu mà có khách thì sẽ khách vào ngày mai hoặc là ngày mốt, tranh thủ nhất trong trước trăm ngày. Ừ. Thì còn ngày mai hoặc ngày mốt thôi, chứ nếu mà chiều nay không kịp rồi. Đúng rồi. À, thì nói chung là cái vấn đề này ai cũng đang rất là hối hả, bức xúc làm sao để có pháp danh cho cậu trước 100 ngày để cậu về với Phật. À, tại vì cậu muốn về với Phật thì phải có pháp danh mới được, chứ nếu một người không có pháp danh, không có pháp danh là sẽ không có được đâu. Mà em thấy nhìn rất là chăm chú nha, nhưng mà ngày hôm qua em có nghe cái chú quản lý đi với chị Hồng Loan vô tới đây luôn nè, lúc chị Hồng Loan vừa lên thì cũng nói là tới đây sẽ lót cái nền rồi cho nó sạch sẽ. Nên là không biết là cái này lót nền hay là gì nha, để bên tổ xây dựng luôn phải không? Đúng không? Là... tại vì bên tổ xây dựng luôn mà. À, đúng rồi, đúng rồi. Nghe vậy. Thôi cái này để mong rằng bà con cô bác mà đón theo dõi trên kênh của 15m hoặc là bà xã Bao 92 đi, để cập nhật được những cái tin tức mới nhất ha. Đúng rồi. Sẽ báo cho tất cả quý cô chú anh chị biết luôn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, buổi trưa thì mộ của cậu thì đang rất là vắng lặng nha cả nhà, cũng có vài cô chú về đây viếng cả nhà nha, cũng như là cô chú ở đây thì đến đây viếng thì cũng rất là đang xúc động khi mà nhìn cái mộ của cậu á, thì không có cái pháp danh cũng như là có cái phần gia đình mà cùng con cháu lập mộ thì đây là chưa có, thì cô chú rất là thắc mắc cũng như là mong muốn là phải có cái phần này sớm nhất có thể, đặc biệt là trước 100 ngày cả nhà. Anh ơi, chụp hình giùm cô. Để chồng con chụp nha. Dạ, để con sẽ hỗ trợ. Dạ, con dạ, chụp nha. Dạ, cô Cà Mau. Cô Cà Mau. Là hai cô đi xe đậu. Ba cô đi chung luôn hả? Dạ. Dạ, để con chụp cho cô trước đây nha. Chụp mộ hay chụp hình đi luôn cô? Cho chị biết. Dạ, dạ. Vậy là hình hả cô? Chụp cái mộ đúng không? Đó, mấy cô thì đang dạ lên xem coi đẹp không hả cô ha. Giờ má trong clip đâu có bạn chính mắt lên. Dạ đúng rồi, vậy là chính mắt mình thấy mới đẹp. Dạ đẹp tông vòng vòng nè, chụp vòng vòng cho nó về. Dạ, vậy anh chụp mỗi chỗ là một tấm đi để cho cô về. Dạ, cho ở sớm mình coi ha. Dạ, là mấy cô lên hồi nào mấy cô? Dạ. Mà xà lắm. Dạ. Sáng rồi. Cà Mau hả cô? Ờ, Cà Mau. Đi xe đò lên đây nhà của bà chị ở Dĩ An. Dạ.
đọc đẹp trai không thể tưởng tượng. Già còn thấy mê chứ chứ đừng nói trẻ. Cưng ha. Quá cưng luôn. Chị chuẩn phải mặt mệnh về chứ phải trước sau cũng phải chết về chứ không ai sống hoài. Đẹp trai quá đậu. Tới số rồi chết. Dạ. Chấp đúng rồi, hai cô vô đi chấp chung. Đúng rồi, thấy nổi tiếng em đi đâu rồi. Đứng ngay hình nè. Chấp cái nón bảo hiểm gì xuống đi. Trời ơi. Đẩy luôn hả cô? Cho nó chắc phát thật à. Trời ơi, nhìn cô kìa. Rồi sao cô vô đi cô. Đúng rồi. Dạ. Dạ đúng rồi. Bây giờ mình ngắm cái mộ của anh Năm này. Ngắm mộ của anh Năm. Mấy cô hấp nhang cho cậu Năm chưa? Mình có tấm lòng được rồi. Dạ, dạ. Dạ, mình lớn hơn mình đốt nhang rồi. Dạ. Dạ. Mình có lòng đi tới đây là mình dạ. Đẹp cực đẹp. Quá đẹp luôn ha cô ha. Công nhận. Chết 7 tí. Dạ. Ủa mấy cô lên tới đây là hỏi thăm đường hay sao mà biết ở đây? Đi thi đại. Wow. Đi hỏi tại trời không biết đường đi. Dạ. Hỏi mộ Vũ Linh hay sao? Hai cô. Bà này. Dạ. Là em của bà này. Dạ. Bà này ở dưới Cà Mau. Lên ở nhà bà này. Bà này buồn quá ngủ đi lên. Coi Duyên Bình Dương chơi. À. Bà này ngủ cái ông Năm kia đi theo. Ông Năm kia đang buồn. Thôi chạy đi luôn. Cái này phải em ta cho anh cắt mình xây luôn để xây nhà mộ hả cô? Có dạ. Ngày qua có cái bà bà lại bắt xin dạ không cho ta coi trên clip ngày nào cũng coi có tiền không dạ không bán luôn nói là cho xin xây đặng ta để những cái di tích dạ. Mà đặng sau này đặng cho mỗi người ta lại người ta coi á dạ. Gì cải lương đó dạ. Nhưng gia dương mình dương không giải tại vì nhà mồ á là sẽ ở khu khác cô cái này khu biệt lập của nghệ sĩ khu của nghệ sĩ mà ừ. Nghệ sĩ thì ai cũng như ai hết đều phải hòa đồng với nhau giống nhau hết có nhiều người ta có bỏ tiền bạc tỷ luôn á người ta ấy mà người ta không dạ mà mình tiếc là nó cái gì nè mấy cái này nè nữa làm sao đem đi chùa dạ không có có cái bảo tàng kiểu như người ta cái chỗ bảo tàng ở trong đó đó thì để bảo tàng dạ. Để dành cho nghệ sĩ cho những cái bức tranh đồ của nghệ sĩ cái bằng nhà gì mình cứ hưởng cái đồng vô mình linh tuệ đèn để mà đem vào đó đó cô vì sau này mình muốn nhìn thì cứ vào đó để mình ngắm những cái bức ảnh của cậu thôi trời cho cái này chờ cho không có đám ma nào như cái ông này rốt mà mấy tháng trời bông hoa đầy của trái cây hương quả quá ông nhiều không những người người ta những người ta có ông lớn nhưng mà cái tâm tướng của người ta không được như ông Vũ Linh này yeah, ông này là như ổng là giống như là ổng được giống như là cái cảnh là được về trời về Phật gì là mới được cái phước như gì chúng con yeah. Theo mình nghĩ đó yeah. Có cái phước đức rất lớn là cũng như ông này lục về cõi cõi theo hòa đức Phật có như thế nào á yeah. Ông mới được như vậy còn những người kia người ta cũng làm lớn vậy mà người ta đâu có được như gì yeah. Vì ông còn có nghiệp lực của ông còn nặng còn dưới nữa đó ông không có tội này kia yeah. Linh này người ta được còn giảng sanh này yeah. Giảng sanh về trời như ông thuộc về trùng hợp mà ở kế nghệ sĩ Thanh Quân Huệ luôn trong hợp có duyên vậy em dạ cũng đóng vai về gì coi cũng hay hết chứ ôn thường là hai cô thích coi hồ quản hay là tâm lý xã hội cái nào cũng coi hết hồ quản không khác hay hay dạ hay với mà hồi xưa là đóng cái bộ đi của cái quản rồi hát bội dạ rồi tao coi viết con ghiền cái tụi nó dạ tối ngày tao ôm điện thoại bắt rồi nghe hồi quản mà mê già mấy người bà già này hơn ham hồi quản mà dạ lén trốn đi đi sao nó sợ nó la
Giờ thường ngày mình hay coi những cái vở tuồng của cậu cô. Bật dính của ổng là bật nghe hoài. Mà càng nghe lại là càng nổi lên những cái là cái gì nghe. Dạ. Nhất là hát hồi lỗi. Nhất là hát hồi lỗi. Cái lúc mà cô nghe tin cậu mất thì lúc đó cô có tin là sự thật không? Đâu có ngờ tính người ta là người ta đăng lên để đăng bậy thôi đúng không? Dạ. Đăng chứ đâu ngờ Vũ Linh mà chết. Dạ. Có tiền tài gì mà làm sao mà chết. Dạ. Nhiều khi cô ở quê nghe nghệ sĩ chết là cô nói cũng đắng đâu. Cái đi mình đi tìm thứ coi, đi tìm tin tức thứ coi mình như thế nào. Nhiều khi người ta đăng, người ta làm giấy, người ta bán hoặc báo chí rồi nó đăng, người ta bán giấy thôi. Dạ. Đâu ngờ nghệ sĩ mà chết. Cô nghĩ rằng cô với quê thì cô nghĩ thôi, khó người ta mình đi làm cho ta chết được. Dạ. Tiền tài người ta khó. Danh vọng người ta đều cũng đều có hết trơn. Dạ. Sự ủng hộ gì nó cũng đều có hết trơn, đi đâu có ngờ chết là rất tiếc. Dạ. Tại nghĩ cái gì đây là rất tiếc chết rồi là mình. Tại mình nghĩ là mình cậu chưa có tới cái lúc mà phải đi đúng không cô? Lại còn hay còn sớm quá. Ý cô đó là nghĩ nghệ sĩ này không bao giờ chết. Không bao giờ chết. Ý của cô. Dạ. Ý của cô ngộ ngộ những nghệ sĩ này nè. Dạ. Không bao giờ chết. Wow. Để hát cho dân chúng, dân chúng ai cũng đều là để ngưỡng mộ dân. Trời ơi, nghe tới hát cái lương nào là mình cũng điệu bạch để dành mình nghe. Dạ. Để Thủy nè, Minh Dương, Minh Hụng. Dạ. Nè, đâu có nghĩ những người này chết đâu, tới trường nghe chết là rất tiếc. Dạ. Nhiều khi nằm tụi bay nghệ sĩ chết. Ủa nó là biết ai đóng vai đó trời. Cái lương đâu còn những người này mình thấy nữa. Dạ. Hát rất là hay. Hát là cũng như là bình thường, cũng như là diễn tả như là người thật. Chứ đâu phải mà mình nhắm người mình vô mình hát thì mình còn léo la quá lại. Đúng mình rồi. Còn mắc cỡ ra. Dạ. Rất là tự nhiên. Không có nhập tâm ha. Ừ. Còn cái này là nhập cái nhập vai rất là nhiều. Rất là hồn. Dạ. Hồn. Rất là có hồn. Hát như người thiệt vậy trời. Mình mê. Cùng cùng là ổng là cái gì ổng cũng đẹp, cái gì cũng giỏi. Tài sắc diễn trò nó chai nữa chứ trời nhiều người tôi nghe nàng không có tâm từ bi chị em đồ là ông lo ông bảo bọc. Dạ. Ông này ông chết là ông được giảm sanh gì trời. Dạ. Cho nên ông mới được phước như gì đây nè, chứ những người đó ông phước ông có, người ta cũng có tiền mua đâu có được phước phải không con? Dạ đúng rồi cô, lo tâm mình làm tạo phước mình hưởng theo. Dạ. Sau này như ông Vũ Linh này ông làm tạo được phước, ông giảng sanh về trời, trời phước cho anh ban xuống cho nhân loại này, cái này người ta đều ai cũng ủng hộ ổng. Tới chúc mừng ông đây cô với Cà Mau mà cũng phải lên đây nữa. Dạ. Cái phước đó, cái đó là cái phước đó chứ ngoài. Dạ. Còn những ông kia nó chết nữa, ông là tiền quá, ông ăn tiền ta quá, giờ ông phải có cảnh này đến khi ông chết, nhiều khi mình cũng suy nghĩ vậy vậy. Dạ. Đó. Không phải đâu, chứ không phải con thấy những người nào ông lớn mà chết. Đăng quả lại bốn mà lên chết. Ủa là năm từ bao nhiêu tuổi là cô bắt đầu nghe cải lương? Hồi bé bé là. Dạ. Hồi bé bé mà nghe hát là mê rồi, không biết ai hoặc như thế nào. Không biết. Dạ. Không biết ai, nhưng mà ngày cô lớn lên là cô nghe mấy người hay rồi mới nghe biết tôi rồi. Dạ. Mê. Quay vào con rồi. Dạ, nãy cũng có rồi. Cháu con là thế đó. Mấy nghệ sĩ là hồi trước là tới hồi cô biết cô mười mấy tuổi đi học là cô mê rồi. Dạ. Nghe nói nghệ sĩ Lệ Thủy hoặc Minh Phụng, Minh Dương gì đó, Kinh Kim Huệ gì. Mà mình nhiều khi mình cũng bắt trước mình nó bắt trước mình hát giống người này mà hát không được, tại mình đâu có cái nghề cái đó đâu. Dạ, ai đúng cũng rồi. Có cái nghiệp nhưng mà cũng phải qua cái thời gian mà học rồi mới được mấy cái người này là trước mình ta là nó có rất là nhiều phước. Dạ, có nhiều phước hả cô? Phước mấy người này nó nhiều phước cho nên kiếp này người ta mới được cái gì đâu chứ làm sao được. Cô ơi, dạ. Mình đến từ đâu cô? Cà Mau. Cà Mau hả? Vậy là cô chạy từ Cà Mau lên đây? Không, cô đi xe đò. Đi xe đò. Giờ chị xe Việt Nam hay xe gì cô? Đi xe Việt Nam. Trời ơi, đợi với lên đây chắc cũng mấy trăm ha. 208. Nhưng mà mình lên là tặng Bình Dương luôn đó cô. Đi lên tới nhà bà chị bà ở Dĩ An. Dạ. Cô lên đây sẵn đi. Điểm thứ nhất là nói trong lòng là đi lên đây là kiếm mình thăm chị mình. Dạ. Còn mấy chị em mà cha mẹ chết hết rồi. Dạ. Thăm coi với mấy đứa con cũng ở trên này đi làm.
dạ. Lên cũng viếng thăm nó luôn, rồi đi khám bệnh nữa. Dạ, cô bệnh gì cô? Cô đi mua bảo hiểm trên này nè, cô phải lên đây khám. Dạ. Ai vậy cô khám hồi xưa nào nhỏ lớn mà mình người nông dân đâu có đâu phải như mà có bệnh hoạn gì đâu, mình nghĩ không có bệnh hoạn mà cũng như lưu lót cái ngày nay đi, rồi bây giờ tự nhiên cứ lên đây bà này rủ thôi đi khám bệnh, khám cho nó ra bệnh đi. Dạ. Ra bệnh rồi thấy gì bà chị nói thôi để màng cái giấy tạm trú ở đây, đang mua bảo hiểm ở đây, đang có gì lên đây, đang có gì bà chăm sóc tiếp. Dạ. Mấy đứa nhỏ dưới đâu có bằng ở đây. Dạ. Lên con rồi nó bằng ở đây có điều kiện đi tới lui thăm mình cũng dễ dàng. Dạ. Cô thấy gì cũng mừng, cũng có làm mua bảo hiểm ở đây. Dạ. Cô lên lấy thuốc, cô khám bệnh rồi. Cái video của Thiện Tiên kết thúc nha cả nhà. Cả nhà nhớ đăng ký kênh cũng như là like để Tiên ra những cái video mới nha. Chúc cả nhà có một ngày tốt lành cũng như là luôn theo dõi cập nhật của video Thiện Tiên cũng xã là 15 ở Bình Dương nha.